Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Đây là tình huống phản công thứ hai trong hiệp 2 này. Một pha bật cao và dứt điểm bằng đầu quen thuộc của tiền đạo số 1 đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Khá nhịp nhàng. Dứt điểm. Một đều cho BKM Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Đây là các cổ động viên của đội khách. Những người đã di chuyển bằng ô tô tới sân rộng Tam Kỳ. Pha đập nhả giữa Tiến Linh và Trọng Huy. Tài năng trẻ của lò gạo BKM Bình Dương đã kết thúc bằng một cú ná đại bác không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh. Không có tình huống phạm lỗi. Bây giờ là phản công cho BKM Bình Dương. Tiến Linh vẫn là Tiến Linh. Cơ hội điểm vào. Tỷ số là 3-0. Bàn thắng của Tiến Linh được ghi ở phút thứ 54. Đây là tình huống phản công thứ hai trong hiệp 2 này. Và ngay lập tức các cầu thủ BKM Bình Dương đã có bàn thắng. Với việc các cầu thủ Sài Gòn dâng cao đội hình thì khoảng trống bên phần sân của BKM bên phần sân của Sài Gòn là rất nhiều. Tiến Linh đã ghi bàn. Và đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tuyển thủ quốc gia ghi được ở mùa giải này cho BKM Bình Dương. Pha phản công sắc bén của BKM Bình Dương cho thấy sự nguy hiểm như thế nào. Trung vệ Abumkion đã không thể theo kịp được Tiến Linh. Một tình huống sụp bóng qua người thủ môn Văn Phong. Rất tinh tế của Tiến Linh. Bàn thắng thứ 3 đã tới với BKM Bình Dương. Rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. 3-0. Abuali. Tiến Linh nguy hiểm, rất bất ngờ. Bàn thắng mở tỷ số cho BKM Bình Dương và đó là Tiến Linh. Một pha bật cao và dứt điểm bằng đầu quen thuộc của tiền đạo số 1 đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Tiến Linh đã ghi bàn thứ 4 của mình ở mùa giải này. Một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, nhưng sự chính xác của đường chuyền và đặc biệt là phẩm chất tuyệt vời của Tiến Linh đã khiến cho Hà Nội phải nhận bàn thua khá bất ngờ. Ở phút thứ 26, Tiến Linh đã làm cho sân Đồng Hàng Đẫy trở nên yên lặng bằng tình huống dứt điểm rất đẳng cấp của mình. Và bật cao và đánh đầu hiểm hóc đưa trái bóng vượt ra khỏi tầm với của Tuấn Trường. Tình huống rất mẫu mực, một pha dứt điểm không khác gì một tiền đạo ngoại. Pha chặt bóng của Rabo Ali là chính xác đến từng cm. Còn Tiến Linh thì đơn giản là anh đã xuất sắc hơn cả Thành Trung lẫn Bùi Hoàng Việt Anh. Tiến Linh đã bật cao. Touré, khá hay, anh tài. Không được. Người có bóng là Trọng Sáng. Nguy hiểm, hai đều. Bật điểm rất nhanh của Tiến Linh. Đúng là mùa giải này Tiến Linh không ghi nhiều bàn. Đây mới là bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh ở mùa giải này thôi. Nhưng 5 bàn thắng của Tiến Linh đều là những siêu phẩm, đều là những bàn thắng rất đẹp mắt và đẳng cấp. Tiến Linh càng ngày càng cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện của mình. Đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt trong khu vực 16m50 và Tiến Linh bằng hai chạm rất nhạy cảm đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho BKM Bình Dương. Một lần nữa hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai lại phòng ngự không dứt khoát.
Nguyễn Phong Hoàng Duy đã cố gắng bật hết sức để có thể tranh chấp được với Việt Cường, nhưng không ai kèm Tiến Linh cả. Và trong khoảng không gian chật hẹp đó, Tiến Linh vẫn kịp khống chế bóng một cách gọn gàng và sau đó xoay người vô lê rất nhanh.